cái cách làm của cái phần mà liên quan đến phần đổi hay là chuyển cổng của anh ấy, anh làm như này. Đầu tiên là ngày giờ về cái phần chuyển cổng em đã xem cho anh rồi, thì đến cái đúng cái giờ đấy thì anh sẽ làm cái lễ ở trên cái ban thờ gia tiên, ban thờ thần linh ở nhà ấy. Anh xin phép được tu tạo và xin phép các cụ hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, thì con xin phép được chuyển cái cổng sang vị trí mới. Thì anh có mua vì cái này liên quan đến thần cho nên anh sẽ mua cho em là xôi gà. Xôi gà. À, xôi gà, nếu thêm khoanh giò nữa là tốt, chỉ cần thế là được rồi. Thì khi anh làm lễ ban thờ gia tiên xong này, thì ở vị trí cái cổng mới, ở vị trí cổng mới thì anh châm cho em là, anh đốt cho em là 3 điểm. Tức là điểm 3 điểm, điểm hai bên và điểm ở giữa của vị trí cổng mới. Anh xông hai bên. Hai cái trụ cổng mới, hai cái trụ cổng mới dự kiến ấy. Rồi. Rồi, sau đó là ở vị trí cổng cũ anh cũng đốt cho em là hai bên và điểm ở giữa. Như vậy là 6 điểm. Ở bên cũ là cũng 2 điểm thế. Ở bên cũ thì cũng là 2 điểm cũ, ở bên mới thì cũng là 2 điểm, ở bên mới thì cũng là 3 điểm. Rồi. Ok, sau khi anh làm lễ anh đốt, sau khi mà trầm nó được cái trầm đó nó được đốt cháy xong. Nó cháy xong đúng không ạ? Thì bắt đầu là anh cho phá ở cái vị trí cổng mới trước. À, cổng mới làm thế. Vâng, anh phá ở vị trí cổng mới trước. Sau khi phá ở cổng mới trước xong thì bắt đầu là anh để cho nó thủng cái lỗ ra vào cái giờ đấy. À, thủng và để cái giờ đấy vào. Để cho nó lấy khí vào. Để nó lấy cái chỗ điểm mới vào trước đã. Sau đó anh quay sang bắt đầu sau khi nó trong lúc phá rỡ này, thì sau khi thủng được cái lỗ đấy rồi thì bắt đầu anh song song cùng việc đấy anh cho bịt cổng cũ lại. À, sau là mình bịt sau nó. Nhưng mà bịt ngay thì không được. Không cần, tức là mình sẽ bắt đầu mình sẽ phá cái trụ cổng đi, trong đầu mình mới thợ bắt đầu mới thành làm. Tức là cách làm đây là không, mình làm mấy ngày mà anh, mình làm mấy ngày cơ mà, có phải một ngày đâu. À, cái bịt vào tạm thôi. Không cần tạm, mà tức là như này nhé, đầu tiên anh phá cổng cũ cho nó thủng một lỗ ra đã. Rồi. Ok, xong bắt đầu là anh mới bắt đầu bước thứ hai, bắt đầu anh mới cho phá cái cổng cũ. À, anh hiểu ý em không ạ? Tức là phá đồng thời hai bên luôn, sau đó anh cho thợ bắt đầu tiến hành làm, khi nào xong là xong. À, thế rồi. Vâng, tại ý là mình muốn làm hai việc một lúc ấy. Một lúc đầu tiên là anh sẽ phá cho nó thủng để lấy khí vào. Thế bây giờ cho anh hỏi chủ đấy, bây giờ có phần lấy tuổi nào để đổi thổ? Không cần, tuổi cái đấy nó đơn giản, vì cứ đúng trách chủ anh làm thôi, tại vì cổng nó đơn giản. À, đúng trách chủ là anh làm. Vâng, cứ anh làm, anh cứ phá thủng ra. Ngày tốt, giờ tốt, vị trí tốt rồi là mọi thứ nó sẽ cát lành, nhưng không sao cả. À, vâng. Bây giờ anh nhờ chủ là xem ngày giúp anh cái ngày đổ mãi, vì anh đang đổ mãi nhỉ? Vâng, anh có cái nhóm mà lần trước mà các bạn trợ lý của em ấy. Có rồi ạ. Đó, thì anh chat với cả bạn ấy giúp em. Anh bảo rằng là sau khi anh hoàn thiện xong cái mở cổng thì anh muốn xem một cái mái ngày để anh lợp cái mái của cổng. À, vâng. Thì là các bạn sẽ gửi lại thông tin toàn bộ hồ sơ em sẽ xem, bởi vì cái phần này nó vẫn đang nằm trong phần hồ sơ thì của anh, nên thành ra là toàn bộ cái nhà của bên anh là em vẫn cứ miễn phí hết tất cả dịch vụ này và hướng dẫn các nghi thức cho anh. Ok, anh nhắn lên trên nhóm giúp em rồi em sẽ gửi lại cho anh. Vâng, ok, anh cảm ơn anh. Xin chào.